Xin chào tất cả các bạn. Trong video này mình sẽ giới thiệu với các bạn một launcher dành cho những máy Android. Launcher tên là AVS Launcher của Yahoo. Thì cái launcher này nó cũng có khá lâu rồi, nhưng mà tầm một tháng trở lại đây thì Yahoo có update cái tính năng, nhiều tính năng mới cho cái AVS này. Thì giờ mình sẽ giới thiệu với các bạn một vài cái tính năng hay của nó. Cái nhất là trên cái màn hình của nó thì nó có cái tính năng ấn giữ để có những cái thao tác nhanh. Cái này rất là giống cái tính năng Body Touch ở trên những máy iPhone 6s. Thì đây nó có rất nhiều những tính năng tiện dụng, như là contact này thì chúng ta ấn giữ này thì chọn cái contact yêu thích để dễ liên lạc, hoặc là Facebook này, ấn giữ vào cái Facebook này thì chúng ta sẽ có là post status này, hoặc là tạo event này, hoặc là vào group này, hoặc là xem thông báo này. Tương tự ở cái bản đồ này, Google Maps thì cũng có chia sẻ địa điểm này, có dẫn đường các thứ. Máy ảnh thì bấm giữ thì nó có quay video này, hoặc là vào xem ảnh này. WhatsApp thì cũng có tạo chat mới. Facebook Messenger thì xem những cái thông báo. Tính năng tiếp theo là nó nhóm những cái ứng dụng của bạn theo những cái category. Cái này giúp cho bạn có thể quản lý những ứng dụng rất là dễ dàng. Ví dụ như của mình thì nó tự động xếp productivity này là những ứng dụng về làm việc này, social là những ứng dụng về mạng xã hội, utility là những ứng dụng tùy tiện ích này, giải trí này, games này, sắp xếp khá là đúng. Tính năng hay nữa là nó có cái màn hình home này. Màn hình home này rất là giống cái màn hình của Google Now trên những máy Nexus hoặc là những máy Motorola. Màn hình này nó chứa rất nhiều thông tin và nó liên quan đến mình. Tức là mình đang ngồi đây thì nó cho mình xem là những cái địa điểm gần đây này. Ví dụ là gần đây mình có quán BBQ này, có soju bar này. Bấm vào other location thì nó sẽ tự động quét những cái địa điểm xung quanh. Cái này nó quét bằng cái Foursquare, khách sạn này. Chúng ta có thể tìm cà phê ở quanh đây, khá là tiện dụng. Có những cái sự kiện sắp tới này, thời tiết này, những cái tin tức này. Là hàng ngày thì nó có giới thiệu cho mình một vài cái hình nền đẹp để mình có thể thay. Đây, thích này, có một thay quá. Đây, thì thay luôn cho mình. Cái launcher rất là tiện dụng. Còn cái màn hình ứng dụng thì nó sắp xếp theo cái dạng dọc, và nó có những cái chữ cái đầu vần đây để mình tìm dễ dàng. Ví dụ mà tìm vào Facebook thì chúng ta đến bàn F đây, tìm luôn. Còn cái thanh search này thì nó cũng có một sắc nhìn khá là bắt mắt. Trên đây là những cái tính năng mới ở trên launcher Yahoo AVS. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.